Xin chào các bạn. Trong video hôm nay sẽ chia sẻ các bạn một cái bài tập về chuyển động cơ học cũng tương đối là hay. Nội dung bài đầu bài như sau. Trên đoạn đường thẳng AB có hai xe chuyển động. Xe mô tô đi từ A về B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với vận tốc là V1 bằng 20 km/h. Và trong nửa đường còn lại, xe chuyển động với vận tốc là V2 bằng 60 km/h. Xe ô tô thì đi từ B về A. Trong nửa thời gian đầu, xe chuyển động với vận tốc là V1. Và trong nửa thời gian còn lại, xe chuyển động với vận tốc là V2. Biết rằng nếu hai xe xuất phát cách nhau 30 phút, thì xe mô tô đến B và xe ô tô đến A cùng lúc. Đó. Nhớ là cùng lúc. 1. Tính quãng đường AB. 2. Nếu hai xe xuất phát cùng lúc, thì vị trí gặp nhau của hai xe cách A là bao nhiêu? Với bài tập này thì chúng ta đương nhiên là phải sử dụng cái kiến thức đầu tiên là cái kiến thức về vận tốc trung bình. Đấy chứ? Thế còn về cái mục 2 này thì chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức về cái chuyển động thẳng đều của hai vật xuất phát cùng một thời điểm. Đấy chứ? Thì thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn cái hướng làm của hai cái phần này. Thì đối với phần 1 thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải tính cái vận tốc trung bình của xe đi từ A về B. Thầy giáo có thể ký hiệu là VA bằng bao nhiêu này. Sau đó là tính cái vận tốc trung bình của VB, tức là xe vận tốc trung bình của ô tô đi từ B về A. Thầy giáo ký hiệu là VB bằng bao nhiêu. Đấy. Và sau khi chúng ta tính được cái VA và cái VB này thì chúng ta sẽ biết được cái nào lớn hơn. Được chưa? Cái nào lớn hơn thì suy ra cái xe còn lại là sẽ xuất phát muộn hơn sau 30 phút. Nó lớn hơn thì đương nhiên là chúng ta sẽ suy ra được cái thời gian của xe nọ trên xe kia. Mà thời gian thì chúng ta sẽ đưa nó về cái công thức là S trên V trung bình. Đấy. Và chúng ta lập cái biểu thức về hiệu của hai cái thời gian đó theo cái đầu bài thì bằng 3 phút, tức là bằng 1/2, thì chúng ta sẽ tìm được cái SAB này ngay. Đấy chưa? Thế đối với cái phần 2 thì các bạn lưu ý cho thầy giáo, đó là nếu hai xe xuất phát cùng lúc thì chúng ta giả sử đây là cái đoạn đường AB. Đấy chưa? Đây là ở giữa. Như vậy là xe mô tô đi từ đây và xe ô tô đi từ đây. Thì chúng ta sẽ căn cứ xem cái vận tốc trung bình VA lớn hơn hay VB lớn hơn thì cái điểm gặp nhau của nó sẽ phụ thuộc vào cái vận tốc trung bình của hai xe này. Thầy giáo lấy ví dụ là nếu vận tốc trung bình của VA lớn hơn, tức là vận tốc của xe mô tô lớn hơn, thì đương nhiên là nó phải gặp nhau ở cái mạn bên này, bởi vì ông này ông đi nhanh hơn mà. Thế còn nếu cái vận tốc trung bình VB lớn hơn thì nó sẽ phải gặp nhau ở cái mạn bên này. Đấy, thì căn cứ vào từng trường hợp thì chúng ta sẽ xây dựng cụ thể. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi làm cái phần 1 trước, sau đó là chúng ta sẽ tính được cái phần 2. Đối với phần 1 chúng ta sẽ trình bày như sau này. Chúng ta sẽ tìm cái vận tốc trung bình của xe mô tô và vận tốc trung bình của xe ô tô. Và chúng ta kết hợp với cái điều kiện này. Đấy chưa? Đấy. Thì do cái diện tích giấy nó ít thì các cái câu đề dẫn thì các bạn tự ghi nhé. Các bạn ghi thầy giáo là vận tốc trung bình của xe mô tô là, đấy chưa? Đấy. Thì thầy giáo có thể ký hiệu cái vận tốc trung bình của xe mô tô là V. Nó đi từ A thì thầy giáo ký hiệu nó là VA. VA thì theo cái dự kiện đầu bài là trên nửa đoạn đường đầu thì với vận tốc V1, nửa đoạn đường sau với vận tốc V2. Như vậy ta hoàn toàn có thể tính được cái VA bằng cách đó là VA thì sẽ bằng là quãng đường AB này chia cho cái tổng thời gian đi trên quãng đường nửa đoạn đường đầu và cộng với cái thời gian đi trên nửa đoạn đường sau, và chúng ta chỉ có việc thay số vào thôi. Chỗ này chúng ta sẽ lập là AB này, T1 thì sẽ bằng là nửa đoạn đường đầu là AB trên 2 chia cho V1 cộng với lại nửa đoạn đường sau là AB trên 2 chia cho V2.
Đấy, các bạn thay số à. Cái AB với AB chúng ta triệt tiêu. Thì ở đây chúng ta chỉ còn có V1 và V2 thì nó có số liệu hết rồi. Các bạn thay số vào thì nó sẽ có kết quả là bằng 30 km/h. Đó. Tương tự các bạn là trả lời thầy giáo câu hỏi đó là vận tốc trung bình của xe ô tô đi từ B về A là. Đấy, thì thầy giáo ký hiệu nó là vận tốc trung bình của xe ô tô là VB đi từ B về A. Thì theo cái dữ kiện đầu bài thì chúng ta sẽ thấy rằng là đi trong nửa thời gian đầu thì với vận tốc V1 và nửa thời gian sau thì với vận tốc là V2, thì chúng ta sẽ dựa vào cái kiến thức giải về cái dạng toán vận tốc trung bình với cái dạng toán đó là cho vận tốc trên từng phần thời gian, thì chúng ta sẽ có cái công thức ở đây đó là vận tốc trung bình thì sẽ là bằng AB trên tổng thời gian T, đấy chưa? Tức là bằng AB thì nửa thời gian đầu sẽ đi được quãng đường, chúng ta chia cái quãng đường ra đó là trong nửa thời gian đầu sẽ đi được một cái đoạn đường, đó chính là V1 nhân với cả T trên trên 2, được chưa? Cộng với nửa thời gian sau sẽ là đi được quãng đường là V2 nhân với T trên trên 2, được chưa? Và chia cho T. Đến đây thì chúng ta sẽ triệt tiêu được T với T thì chỉ còn V1 V2, và các bạn thay số vào thì đây thì chúng ta sẽ ra được một kết quả là 40 km trên trên giờ. Như vậy sau khi chúng ta làm đến đây thì chúng ta có thể nhìn ra ngay vận tốc của trung bình của xe ô tô sẽ là lớn hơn, và từ đây chúng ta cũng suy ra được đó là xe ô tô sẽ xuất phát sau cái xe mô tô là 30 phút, hay nói khác là xe mô tô sẽ xuất phát trước 30 phút. Đến đây thì chúng ta cũng khẳng định được là cái thời gian của xe mô tô đi sẽ nhiều hơn thời gian của xe ô tô, hay nói cách khác là cái hiệu thời gian của xe mô tô trừ đi thời gian của xe ô tô sẽ bằng 30 phút. Đấy, thì chúng ta căn cứ vào cái dữ kiện này chúng ta có thể lập luận đó là do VA này này nhỏ hơn V VB nên ô tô xuất phát sau 30 phút, tức là bằng 1/2 giờ, đấy chưa? Đấy. Và đến đây thì chúng ta có là lập được cái biểu thức đó là có này là cái thời gian của xe mô tô, tức là AB trên cái thời gian của xe ô tô, mô tô thì chính là AB trên V VA trừ đi cái thời gian của xe ô tô thì là AB trên V VB bằng 30 phút và bằng 1/2, được chưa? Thì từ đây ta có là thay số vào đây. Đấy, thay số vào đây tương đương với là AB trên 30 trừ đi AB trên 40 bằng 1/2. Và đến đây các bạn có thể thu gọn cái biểu thức này và chúng ta sẽ tìm được cái kết quả đó là cái quãng đường AB sẽ là bằng 60 km. Đấy, thầy giáo giải ngắn gọn như thế bởi vì nó ít diện tích giấy quá, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ làm sang cái phần B. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái vận tốc trung bình của xe ô tô sẽ lớn hơn. Vậy thì thầy giáo có thể vẽ một cái sơ đồ để minh họa như thế này. Đây là A này, đây là B này, đây là điểm giữa đi, được chưa? Điểm giữa. Vậy thì theo cái yêu cầu của phần 2 thì nếu hai xe xuất phát cùng lúc thì vị trí gặp nhau của hai xe cách A là bao nhiêu? Vậy ta thấy với cái vận tốc trung bình của xe đi từ B nó sẽ lớn hơn, được chưa? Như vậy là chắc chắn là nó sẽ phải gặp nhau ở cái mạn phía bên này, được chưa?
Đây là cái điểm gặp nhau. Giả sử như thế. Nó gặp nhau về cái mạng bên này. Đây là điểm mốc giữa thì cái điểm gặp nhau nó phải nằm mạng bên này. Bởi vì là cái vận tốc trung bình của ô tô đi từ B về A nó sẽ lớn hơn. Được chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trình bày cái phần số 2 nhé. Bây giờ ta sẽ trình bày như sau này. Đây là phần 1. Đây là phần 2. Bây giờ ta sẽ tính các cái giá trị mà thời gian hai xe có thể đi hết nửa cái quãng đường này. Đấy, bởi vì là khi cộng hai cái nửa quãng đường với nhau thì cả một quãng đường mà AB thì chúng ta phải tính được cái thời gian mà từng xe một nó đi hết nửa quãng đường để chúng ta giới hạn xem là cái khoảng thời gian gặp nhau nó phải nằm ở trong cái giới hạn nào để nó đảm bảo thỏa mãn cái điều kiện. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là cái thời gian xe mô tô đi hết 1/2 quãng đường. Thời gian xe mô tô mà đi hết 1/2 quãng đường thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được, đó chính là cái T1. Nó thể hiện ngay ở cái dữ kiện đầu bài, đó là nửa quãng đường đầu thì xe đi với vận tốc V1 rồi. Như vậy là sẽ bằng là AB trên 2 mà chia cho V1. Được chưa? Chúng ta thay số vào thì chúng ta sẽ có là 60 trên 2 nhân với cả là 20 thì sẽ bằng 30 trên 2 và bằng 1,5 giờ. Đấy. Tương tự như thế, chúng ta sẽ đi tìm cái thời gian xe 2, xe ô tô. Xe 2 tức là xe ô tô đấy. Đấy. Nhớ các bạn, xe 2 các bạn thay thời gian là thời gian xe ô tô đi hết 1/2 quãng đường. Thời gian xe 2 đi hết 1/2 quãng đường, xe ô tô đi hết 1/2 quãng đường thì chúng ta phải tính như thế này, bởi vì là theo dữ kiện đầu bài thì nó đi nửa thời gian đầu với nửa thời gian sau, như vậy chúng ta phải đưa nó về cái vận tốc trung bình, được chưa? Để chúng ta tính được cái khoảng thời gian nó đi hết được 1/2 quãng đường. Thì chúng ta sẽ có là T2 đi. T2 thì sẽ bằng là AB trên 2 là nửa quãng đường chia cho cái vận tốc trung bình của nó là VB. Thì chúng ta thay số vào đây. 60 trên 2 nhân với 40 thì nó sẽ là bằng 0,75. 75 giờ. Đấy. Giờ ta gọi T là thời gian. Gọi T là cái thời gian chuyển động của hai xe kể từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau. Đấy. Chấm. T phải thỏa mãn điều kiện, đó chính là T này này, nó phải nằm trong cái khoảng là nhỏ nhất là 0,75 và lớn nhất là 1,5, hay nói khác là 0,75 này nhỏ hơn T và nhỏ hơn 1,5. Đấy, chúng ta phải có cái điều kiện như thế. Rồi bây giờ ta sẽ xây dựng cái công thức để biểu thị cái mối quan hệ khi hai xe này nó gặp nhau. Được chưa? Vậy thì khi hai xe này nó gặp nhau thì cái xe mô tô nó sẽ đi được cái quãng đường là S1 đi. Được chưa? Còn xe ô tô nó sẽ đi được quãng đường là S2. Đấy. Đi được quãng đường là S2. Vậy thì chúng ta bây giờ sẽ phải xây dựng cái biểu thức để biểu thị nó.
Thì ở đây khi gặp nhau thì chúng ta sẽ tìm được cái vị trí gặp nhau cách A, nó chính là cái S, S1. Được chưa? Vậy ta có này. Điểm gặp nhau cách A là nó chính là cái S1. S1 này thì chính là bằng cái AB này trừ đi cái S2. Được chưa? Thế bây giờ ta sẽ xây dựng cái S1 và cái S2 nhé. AB thì bằng 60 rồi, đúng không? Đấy. Thế ở đây ta có này. Cái S1 của chúng ta thì sẽ chính là bằng V1 nhân với T rồi. Được chưa? Thế còn cái S2 này. S2. Thế bây giờ ta mới quay lại cái thời gian của cái xe ô tô sẽ đi hết cả cái quãng đường AB này. Thì sẽ là T sẽ chính là bằng 60 chia cho 40. Vận tốc trung bình của nó là 40 mà. Từ đây ta suy ra sẽ là 1,5 giờ là xe ô tô nó sẽ đi đi hết cả cái quãng đường BA này. Đấy chưa? Thì từ đây ta sẽ tìm được cái T trên 2. T trên 2 sẽ chính là bằng 0,70 75 giờ. Đấy chưa? Bởi vì ta đang sử dụng cái dữ kiện đó là nửa thời gian đầu với nửa thời gian sau. Đấy chưa? Đấy. Thì từ đây ta sẽ tìm được cái đoạn S2 này. S2 như vậy là để đi được đến đây thì nó phải đi trong hai giai đoạn, đó là nửa thời gian đầu thì đi như này, thế còn nửa thời gian còn lại thì sẽ đi như như kia. Thì như vậy nửa thời gian đầu là nó sẽ đi với vận tốc V1, thì tức là V1 nhân với T trên 2, tức là nhân với 0,70 15 cộng với lại cái nửa thời gian còn lại. Nửa thời gian còn lại thì gặp nhau đến đến đây đây là T rồi, đấy chưa? Thế nửa thời gian còn lại thì nó sẽ trừ đi cái phần T này đi. Được chưa? Thì nó sẽ còn lại một cái phần. Nửa thời gian còn lại là đến A, nhưng mà khi nó gặp nhau thì sẽ còn là T trừ đi 0,70 15. Đấy là cái khoảng thời gian đi còn lại đến lúc gặp gặp nhau rồi, và nó sẽ đi với vận tốc là V2 như thế này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì đến đây thì ta có thể trình bày như sau này. Tương đương với S1, chỗ này sẽ là V1 nhân với T1 đi. S1 thì chính là V1 nhân nhân với T. V1 nhân với T sẽ bằng với AB trừ đi cái S2. Cái S2 thì trong cái nửa thời gian đầu nó sẽ đi với cái vận tốc là V1, thì sẽ là V1 nhân với cả là 0,75. Rồi chỗ này là chúng ta đóng cái ngoặc vào. Rồi cộng với lại cái đoạn còn lại. Đoạn còn lại tức là cái thời gian về phía sau, đấy chưa? Thời gian về phía sau thì nó sẽ đi với vận tốc là V2. V2 thì nó sẽ đi với một cái đoạn thời gian đến lúc gặp nhau là sẽ chính là T trừ đi 0,70 15, được chưa? Đấy. Sau đến đây là chúng ta sẽ thay số và chúng ta phá phá ngoặc ra thôi, được chưa? Thì đến đây thì giáo sẽ có này. V1 là 20, T sẽ bằng 60 trừ đi 20 nhân với 0,75 cộng với lại 60 nhân với lại T trừ đi 0,70 15. Ở đến đây chúng ta sẽ suy ra được cái T này. T này sẽ bằng là, để thầy giao tính. T sẽ bằng là 1,125 giờ.
Như vậy là chúng ta thấy là cái giá trị này nó thỏa mãn, được chưa? Nó thỏa mãn cái điều kiện là lớn hơn 0,75 và nhỏ hơn 1,5. Và đến đây rồi thì chúng ta sẽ tính được cái S1. Đó là bằng V1 nhân T, tức là bằng 20 nhân với 1,125 và bằng 22,5. km. Đấy. Đấy là toàn bộ cái bài tập số cái bài tập mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn đây, thầy giáo để lại cho các bạn theo dõi nhé. Được chưa? Đấy. Đấy, đây là toàn bộ cái bài tập mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn. Ở cái bài này thì cái quan trọng nhất cũng như là cái khó khăn nhất đó chính là cái phân tích để chúng ta tìm được cái S2 này. Đấy, chúng ta phân tích để chúng ta tìm được cái S2. Thế còn những cái khác thì nó dễ hiểu thôi, được chưa? Thì đến đây thời lượng video thầy giáo cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.